Hello, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Alpha Collection. Bây giờ đối với video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái lệnh hold. Đây, lệnh trên này. Nó có rất là nhiều lệnh ở dưới này. Mình chỉ mong là coi như làm được một video là kết hợp sử dụng các lệnh này để có thể là vẽ ra một sản phẩm nào rồi. Tùy ý với mọi người. Ở đây, thì bây giờ coi như cái sketch là mình đã sử dụng trên cái nền đã tạo sẵn của video trước là dùng cho lệnh revolve. Thì lúc này cái phần này lệnh hold này nó xài rất là đơn giản. Vào đây đó, khi đưa vào thì nó sẽ là gợi ý ra những cái phần mà mình có thể sử dụng. Bấm vào đây rồi thì lúc này nó sẽ báo lỗi là cái gì no target found to cut or intersect, tức là không có cái vật thể 3D nào để là thực hiện lệnh cắt hoặc là lệnh giao. Cho nên yêu cầu của lệnh hold là mình phải có một vật thể có sẵn thì mới thực hiện được cái lệnh hold này. Thì lúc này đơn giản là mình chỉ việc là tạo ra một vật thể có sẵn luôn, là có vật 3D đó. Rồi ok. Thì lúc này mình muốn điều khiển hay là coi như chỉnh sửa lại phần sketch này á thì chỉ việc vào đây. Click vào đây, click chuột phải, right click và edit sketch. Rồi lúc này mình chỉ phần đây chọn center rectangle, bấm ra. Rồi đây lúc này mình sẽ nhập cái giá trị là 250, là 350 cũng được. Rồi đó, sẽ thêm vài cái đường nữa để có thể là hiểu luôn cái lệnh hold này nó sẽ có giá trị ở trong những cái trường hợp nào. Ok. Đó, cái đường mình vừa vẽ đây là spline. Đây. Đó, khi rê vào chuột vào đây là sẽ có những cái vấn đề là chú thích của cái lệnh nó dùng để làm gì. Rồi, ok. Gán kích thước. Ok. Rồi, ok. Đó. Lúc này là mình sẽ dùng cái lệnh extrude để tạo ra một cái nền có sẵn. Ok. Rồi. Nắm đây chuột đây. Đó. Rồi, chúng ta có thể vấn đề là tăng giảm được. Rồi, cho nó là xuống là 60. Cho thêm cái tab bờ cho nó đẹp. Đó. Ok, rồi. Hiện tại cái sketch này bình thường khi mà vẽ xong nó thì sketch này nó sẽ biến mất, nhưng mà vì là mình sử dụng cái nền tảng trước thì nó vẫn còn đây. Muốn nó tắt thì đơn giản lắm. Click vào đây. Ok. Rồi, nhưng click vào tắt thì sẽ không sử dụng được lệnh hold nữa. Rồi, lúc này mình sẽ sử dụng lệnh hold đây. Rồi. Đây. Thì cái lệnh hold này nó sẽ có là add point, single hold. Với thứ hai là như from sketch. Thì cái add point này nó sẽ là chọn cái phần lỗ để mình vẽ. Đó. Ví dụ. Đây, nó sẽ không hiểu cái vấn đề là mình cắt ở đâu. Mình chỉ việc là chọn all và chọn là flip direction. Thì nó sẽ hiểu là mình cắt xuống cái phần phía dưới. Tại sao cái phần màu đỏ này lớn như vậy? Thì bởi vì là cái phần đây, cái kích thước đường kính này nó lên tới 120. 10. Rồi. Tương tự. Tương tự. Tương tự, đây là chọn từng point đây. Đó, thì lúc này mình chọn từng point này nó sẽ hiểu là tự động nhảy qua là from sketch multiple hole. Đó, để nó sẽ là lấy theo. Còn cái hold type này á thì mình sẽ là hold dạng symbol, tức là lỗ đơn giản. Thứ hai á, là dạng counterbore. Đây, dạng counterbore. Rồi, cái counterbore này tức là lỗ mà dạng có vặn dạng vách. Lúc này giả sử như mình tăng đây 20 và 5. Đó. Thì cái dạng hold này nó sẽ ra y như cái vấn đề ví dụ ở đây. Và thậm chí là có luôn mũi khoan phía dưới này do mình dùng là lệnh là on đây, cho nên là nó sẽ đi suốt vào luôn.
Đó là đối với lệnh hold này. Rồi, đây là lệnh dạng lỗ, muốn tạo lỗ cho rất nhiều cái sketch, nhưng mà nhược điểm của cái này á là mình phải click từng cái mình muốn tạo lỗ. Nó khá là kỳ công. Nhưng mà vấn đề vẽ 3D thì nó chỉ hỗ trợ được tới nhiêu đó. Đó. Thứ hai là lệnh countersink. Đây. Countersink, lúc này mình sẽ là bỏ bớt này đi. Đó. Tắt bớt này, rồi. Ok đây. Rồi, cái thứ hai là lệnh countersink. Hold. Chọn lá đây. Ở đây. Và chọn countersink. Countersink này 15. Đây. Đó. Thì cách nó tạo lỗ ra nó sẽ giống như trong này. Đó. Đó là phần về countersink. Thứ hai là phần vấn đề là clearance. Clearance là vấn đề sẽ là tạo ra thêm vừa có lỗ và vừa có ren nữa, sẽ kết hợp vào luôn để xài với dạng là coi như dạng vít để mà đinh tán chẳng hạn, rivet này. Đó, thì sẽ có rất nhiều cái bước ren cho mình M2 cho tới M10. Đó. Ok. Rồi. Thứ hai đây. Qua cái dạng hold tab là sẽ dùng là dạng tab. Tab it. Đây, tức là cái lỗ này sẽ tạo ren. Đó, sản phẩm này, dạng tab đây, dạng tab đây hiện tại là M11 đây. Dạng M1 và M0.5. Rất là nhiều bước ren phổ thông cho mình sử dụng. Đây. Isometric thì sẽ có rất nhiều cái định dạng của các nước khác nhau. Thì ở đây mình hiện tại là đang dùng chuẩn là ISO. Một số bạn bè khác có thể dùng chuẩn DIN hoặc là ANSI. Ok. Rồi, ok. Hoặc là lỗ dạng này. Dạng Tappet. Đó. Xong. Cuối cùng là phần real point. Real point thì chọn lỗ là lỗ bằng hoặc là lỗ thế này đây. Đây. Angle và real point. Thường trong real point này mình sẽ dùng thấy nhiều nhất là khi mà mình dùng mũi phay để mà phay đáy lỗ. Đó. Ok. Thế bây giờ lỗ này mình sửa lại như thế này đi. Rồi. Taro phải không? Muốn có lỗ taro tab matrix này, sẽ chọn là size lớn hơn chút xíu, size chừng 15 à 16, 16 bước 2. Chọn tiếp, tiếp tục đó. Đó, đây là một cái dạng nữa để mình sử dụng luôn. Đây, ví dụ mình muốn tiết kiệm thời gian trong vấn đề kéo. Này giống như cái pha tự vả lúc đầu mình nói là coi như nó không có được tùy biến á. Nó là coi như xin lỗi của mình nha. Rồi, bỏ đi. Rồi, ok. Đây, bấm vào đây. Cho cái này nó sâu một chút. Lên tới là 35. Rồi. Ok. Đó, lỗ đây. Rồi, hiện tại là đã kết thúc lệnh hold. Chúng ta có thể là tắt cái phần sketch này đi. Chuyển qua cái dạng khác để mà xem được tất cả những cái lỗ mà mình đã tạo. Đây, save with hidden edge. Rồi, đó. Thì ở đây mình sẽ không thấy được là cái đường lỗ nó sẽ đi từ đâu tới đâu. Đó, tiếp tục là mình sẽ do theo cái dạng là wireframe. Rồi. Dạng dây thì mình sẽ thể hiện được vấn đề về kích thước, nhưng mà sẽ không thấy là cái lỗ này nó có ren hay không.
Nó cũng là một cái mà để mình cân nhắc khi mà sử dụng cái environment này. Cái visual style. Đó. Rồi, ok. Rồi, lúc nãy là mình vừa mới bấm Control 4 để chuyển về cái dạng là visual style là dạng set. Rồi, ok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video. Mình sẽ làm về lệnh khác ở video tiếp theo. Chào và cảm ơn mọi người.